Thưa quý vị, những ngày vừa qua, bà con ở thôn Ninh Khánh, xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam gác công việc để sửa soạn mâm cúng chuẩn bị lễ dỗ chung cho 21 anh linh liệt sĩ hy sinh năm 1968 dưới chân núi Gò Trại. Bà Nguyễn Thị Bích, 67 tuổi, hội viên Hội Cựu Chiến binh huyện Nông Sơn, tất tự chuẩn bị cho lễ dỗ chung của 21 liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại thôn Ninh Khánh. Hàng năm ở đây là chủ yếu là cả chú Hoa, chú Trương Thành Tá là chủ chốt. Mà khi chị lên đây là chị thấy ở chỗ này có lùm một con mấy bia nhỏ nhỏ mà quan xa lắm. Cho nên chị vận động lùm được một cái nhà bia, rồi lùm một cái nhà tù để thờ các chú, rồi xin bàn ghế, rồi lùm bà tường bà rào, với lại lùm một con đường, lùm ba cái bã số, với lại xin lùm một cái cào. Thì ở đây là kiểu như là từ đó là ở đây hàng năm á, là coi như vào ngày 26 tháng 7 là trước ngày 27 á, là chị cũng đi vận động chị xin, cái hầu thì xin được tiền thì chị cũng về gửi chú Ba đưa cho kiểu như dân lòn họ tổ chức khả náo nướng để cúng. Còn mà mua không có thì xin như năm này là chị xin của bộ đội, xin bộ đội được con heo, với lại xin mấy người nó được bả tống con gà, rồi còn chờ là tiếp tục dân họ có cái gì họ đem cái nấy vào. Ông Trương Thành Tá, người dân thôn Ninh Khánh và cũng là cựu chiến binh cho biết, vào tháng 7 năm 1968, trong lúc vận chuyển thương binh từ núi xuống đồng bằng, 21 bộ đội giải phóng đã bất ngờ bị địch phục kích. Trong chốc lát, toàn bộ anh em bộ đội, trong đó có một nữ y tá đã hy sinh. Từ năm 2012, một số bà con trong thôn Ninh Khánh cùng Hội Cựu Chiến binh huyện Nông Sơn đã đi vận động tài trợ để nâng cấp khóm thành đài tưởng niệm liệt sĩ quy mô như hiện nay. Cái bia tưởng niệm này thì xuất phát từ một số anh em của đơn vị hồi trước ngày, thì cái đơn vị thì không rõ, một số người thì nói đơn vị này, người đơn vị khác, nhưng mà trong cái khi anh em vận chuyển cái thương binh lên đây thì trên đoạn đường đi đó là kể cả những người chuyển thương cũng như là cái số thương binh là 22 người đến tại đây vào năm 69 thì bị Mỹ nó phục kích, 22 người hy sinh tại đây. Sau đó là Mỹ nó chốt lại không không lấy giấy xác được. Sau đó rồi là nó bị cốc nó bị thất lạc. Khi Mỹ nó rút rồi là anh em vào là cốc nó bị thất lạc do cái thú rừng, rồi do nó nhiều cái sự cố nên là thì không tìm lại được. Cũng thành thông lệ, hơn 100 hộ dân ở thôn Ninh Khánh đã coi ngày 26 tháng 7 là dịp quan trọng và thiêng liêng. Mọi người dù đi xa hay ở lại làng đều tề tựu đông đủ để tưởng nhớ những người đã nằm xuống cho hòa bình. Năm nay, kế hoạch lễ dỗ được dời qua đúng ngày 27 tháng 7 để bà con tập trung cho lễ quốc tang của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.